mình tại mình đang ở sống và làm việc ở Tây Ninh, thì mình đang hợp tác cùng tập đoàn Genet để cung cấp những sản phẩm công nghệ tế bào gốc đến cho bà con sử dụng. Thì ngồi cạnh mình là bác Hai, bác nhà ở hẻm 33 Nguyễn Văn Linh, huyện Hòa Thành của tỉnh Tây Ninh. Thì sau khi được mình chia sẻ về cái dòng sản phẩm công nghệ tế bào gốc của tập đoàn Genet, thì bác đã dùng đến nay thì được là khoảng 1 tuần lễ. Thì sau đây mình muốn nghe cái lời chia sẻ của bác về cái cảm nhận về cái sức khỏe của mình khi mình dùng sản phẩm. Không mời bác. Tôi là ở Bình Phước, tôi ở đây với là cô của cháu, mẹ của Lý, cũng cháu này là bạn cũng đến mà giới thiệu với tôi là uống tế bào gốc. Tôi nay cũng bệnh là tai biến, cũng hơi nặng mà tôi uống trong lần từng lễ nay, tôi cảm thấy người khỏe, minh mẫn, đi đứng bình thường, vui vẻ, mà tôi thấy là sức khỏe rất là khỏe được hơn nữa mà mới có từng lễ nay à. Thấy cảm thấy như là mình bình phục đó. Nói cho cô bác thì em biết là tôi là như vậy đó. Những cái ngày mà cưới đám cưới của anh Minh Tý thì cách đây 3-4 ngày trước đó, thì phát bệnh như vậy, nhưng mà khi mà đám tiệc như vậy thì có cảm thấy mệt không? Là mấy ngày hôm trước á, tôi thấy không được khỏe mà ấy lắm, nhưng là đi đứng không thoải mái. Nhưng ngày đám cưới con tôi là bật giặt vậy, nhưng mà rất là thoải mái, khỏe, đi đứng bình thường, không có mệt mỏi. Trong vòng ngày đám cưới, 3-4 ngày đám cưới tôi rất là khỏe mạnh luôn, cực nhọc vậy nhưng mà rất là khỏe. Dạ. Bác ngậm đều hàng ngày đúng không bác? Đúng rồi, dạ. Mỗi ngày là một gói. Dạ. Ban đêm chừng khoảng 8 giờ thì tôi ngậm, là tôi ngủ tới khỏe, thức dậy cũng thoải mái, không có mệt mỏi như mọi khi. Dạ. Vậy rồi là bây giờ là tôi tiếp tục cho chừng nào mà con người tôi bình thường. Bây giờ là nó khỏe nhưng mà chưa có được 10%, bây giờ là nó còn thiếu, bây giờ ráng ngậm chừng và cho nó được đủ được 100% vậy như bình thường. Dạ. Vậy đủ đều. Bao lâu rồi thì bác mới cảm nhận là mình có lại cái sức khỏe như vậy? Trong đồng có chỉ có 2 ngày là thấy có sức khỏe à. 2 ngày thấy nó bình, thấy nó khác liền. Dạ. Hồi đầu là trời mệt mỏi dữ lắm. Dạ. Nói thiệt, tức đêm cũng mệt mỏi mà ban ngày sáng lại cũng mệt mỏi, chỉ là ngậm chỉ có 2 ngày thấy là cơ thể nó hấp thụ liền luôn. Dạ. Thấy nó khỏe. Trước đây thì bác cũng đã từng uống nhiều cái loại thuốc rồi đúng không bác? Nhiều lắm. Cũng dùng nhiều loại thực phẩm chức năng rồi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà khi mà bác dùng cái tế bào gốc này thì bác cảm thấy là nó cái hiệu quả nó có cao hơn là so với những thực phẩm chức năng không? Nhiều, nó khác nhiều lắm, tại vì uống nhiều lắm. Chỗ nào tôi cũng uống hết, ai bài gì cũng uống hết, tất cả đồ cái gì cũng uống, nhưng mà nó không có tiếp thu bằng cái tế bào gốc này. Nó rất là tiếp thu, chỉ có 2 ngày là thấy tiếp thu liền. Nói vậy, trong từng lễ là thấy khỏe mạnh, thấy khỏe mạnh có thấy luôn á. Nói cho chị em, cô bác tôi biết là để sử dụng. Dạ. Khi bác gặp một cái người nào đó có vấn đề về sức khỏe, bị bệnh hay cái này cái nọ thì bác có tự tin và bác chia sẻ cái sản phẩm này không bác? Có, ráng tôi cũng chia sẻ với chồng tôi nữa, chồng tôi cũng bệnh, cũng đang trị, tôi cũng chia sẻ. Tôi nói ông, bây giờ ông bệnh nặng hơn tôi, ông ráng uống đi, ông cũng sẽ bình phục lại, cho khỏe mạnh lại. Tôi cũng khích lệ chồng, rồi là khích lệ chị mấy cô bác, lại là tôi cũng chia sẻ, cho vậy đó, cho mà biết là tế bào gốc nó thực chất là tốt như vậy. Thì bác trai cũng có dùng thì bác thấy cái bác trai ngày hôm nay thì có thấy tươi tỉnh hơn, có sức khỏe lại lúc trước không bác? Tại vì bác trai là bệnh là nhiều thứ bệnh, thành ra ổng tiếp thu hơi chậm. Dạ. Nhưng mà cũng nay là khoảng nay là 20 ngày ổng sẽ thấy ổng tươi rợn khỏe. Dạ. Là cũng ngủ được, ăn cũng được. Dạ. Mà khỏe mạnh hơn như trước. Dạ. Nói vậy. Dạ. Con cảm ơn.